Xin được chào quý vị khán giả của kênh Elisport. Quý vị thân mến, tình trạng đau mỏi cổ vai gáy tuy khá nguy hiểm và gây nên những phiền toái trong cuộc sống của chúng ta, nhưng quý vị đừng lo lắng, đã có một phương pháp cải thiện hiệu quả, đó chính là massage trị liệu. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc đến những trung tâm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, vì chúng ta chỉ cần lựa chọn cho mình một chiếc ghế massage phù hợp sẽ giúp cải thiện được tình trạng đó. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được giới thiệu đến các bạn cách khắc phục tình trạng đau mỏi cổ vai gáy với ghế massage. Biểu hiện rõ nhất đó chính là đau mỏi vai gáy. Bệnh này xảy ra ở nhiều độ tuổi, từ người già đến người trẻ, những người có tính chất công việc hay ngồi và đứng lâu, khiêng vác đồ nặng, làm cho vùng cổ của chúng ta bị tác động nghiêm trọng, gây ra những cơn đau khó chịu ở vùng cổ vai gáy. Bên cạnh đó còn gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn, đứng ngồi không yên, vùng cổ bị căng cứng, di chuyển rất là khó khăn. Lúc này bạn nên áp dụng những phương pháp giảm đau hiệu quả tại nhà. Bên cạnh đó, đề phòng những bệnh về xương khớp gây nên những cơn đau cổ vai gáy. Những biểu hiện cụ thể khi bị đau mỏi cổ vai gáy đó chính là đau mỏi vùng cổ vai gáy, vùng cổ khó cử động, cơn đau có thể di chuyển đến đầu khiến bạn nhức đầu, cơn đau có thể khiến bạn mất ngủ. Thưa quý vị, một trong những phương pháp giúp giảm đau một cách nhanh chóng và hiệu quả tại nhà đó chính là sử dụng ghế massage toàn thân. Thương hiệu ghế massage toàn thân Elite là một thương hiệu được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Ghế massage toàn thân Elite sử dụng hệ thống các con lăn và túi khí tạo nên những thao tác xoa bóp, từ đó tác động trực tiếp làm dịu những cơn đau, thúc đẩy hồi phục nhanh chóng. Con lăn ở vị trí cổ gáy sẽ giúp massage thư giãn cho các khớp xương và dây chằng tại đây, đồng thời thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giảm nhức mỏi nhanh chóng. Các túi khí ép hai bên vai nhẹ nhàng xoa bóp giúp thư giãn và thả lỏng khớp xương từ từ, làm dịu những cơn nhức mỏi nhanh chóng chỉ sau 15 phút ngồi ghế. Ngoài ra, bạn có thể phòng ngừa mắc bệnh đau vai gáy và hạn chế những cơn đau tái phát bằng cách thay đổi lối sống sinh hoạt hàng ngày, như nên thường xuyên nghỉ ngơi, ngả lưng vào đệm, đầu hơi ngả ra sau thành ghế khi xem TV hoặc làm việc. Nên xoa bóp, vận động vùng cột sống cổ thường xuyên, quay sang trái, sang phải, nghiêng cổ sang hai bên, lên xuống. Tránh ngồi làm việc không đúng tư thế, hoạt động quá sức, ngồi quá lâu, giữ cổ và cột sống luôn thẳng. Cần kê đầu cao khoảng 8-9cm khi ngủ. Phần trên của vai phải được đặt ở trên gối. Bổ sung một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, các loại vitamin C, B, E và canxi. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị cách khắc phục tình trạng đau vai gáy bằng ghế massage. Hy vọng rằng qua video clip này sẽ giúp cho các bạn tìm được một phương pháp trị liệu cải thiện sức khỏe khi bị đau vai gáy và sử dụng ghế massage một cách hiệu quả để phát huy tối đa hiệu quả chăm sóc sức khỏe của nó. Mọi chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào trang web elisport.vn hoặc gọi đến tổng đài 1800 6854. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo các bạn nha. Bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.